Đúng như đã hẹn, hôm nay, mùng 1 tháng 3 năm 2022, Ford toàn cầu đã chính thức cho ra mắt mẫu Ford Everest 2022 với nhiều thay đổi từ trong ra ngoài. Lần thay đổi lớn nhất của mẫu SUV 7 chỗ đình đám này là cách đây 5 năm. Vậy thì sau 5 năm, Ford đã thay đổi những gì trên chiếc Everest? Mời anh em cùng tìm hiểu ngay sau đây và chào mừng anh em đã quay trở lại với Mê Xe. Khác biệt dễ nhận ra nhất trong lần nâng cấp này đó là thiết kế. Toàn bộ thiết kế của Ford Everest vốn dĩ đã rất cơ bắp, thì nay lại càng khỏe khoắn hơn khi nhà sản xuất đưa ra rất nhiều những đường nét vuông vức, đơn giản và gọn gàng lên mẫu xe này. Chúng ta có thể thấy phần cụm đèn chiếu sáng được thiết kế lại với đèn định vị hình chữ C rất lớn, bao trọn cụm đèn pha 2 tầng. Mặt ca lăng cũng được thiết kế lớn hơn rất nhiều, kết hợp với một thanh chrome cap chạy cắt ngang. Thiết kế này giúp cho phần đầu xe trở nên bề thế và cứng cáp hơn rất nhiều so với phiên bản trước. Có vẻ như Ford đã đưa ra một phần thiết kế của chiếc F-150 lên chiếc Everest. Theo công bố của nhà sản xuất thì đèn LED ma trận sẽ được trang bị trên tất cả các phiên bản với các tính năng như tự động thay đổi góc chiếu khi vào cua, chống chói tự động cho người đối diện, vân vân và mây mây. Phần đèn hậu của xe cũng được thiết kế lại hoàn toàn với hai cụm đèn LED hình chữ L rất đẹp mắt. Ford Everest 2022 cũng được trang bị màn hình dọc 10,1 inch hoặc 12 inch, độ phân giải cao, tích hợp hệ thống điều khiển SyncFor mới nhất của nhà Ford. Phía sau vô lăng là màn hình điện tử 8 inch hoặc 12 inch với thiết kế hiện đại, hiển thị đa thông tin và điều khiển đa tính năng. Phần thiết kế nội thất được Ford định hướng theo phong cách tiện nghi và sang trọng với cần số điện tử, núm xoay điều khiển tích hợp các chế độ gài cầu. Ghế da được thiết kế bởi chất liệu da cao cấp. Form ghế tạo sự thoải mái và êm ái nhất cho người dùng trên những chuyến đi dài. Ford cũng chú ý tới thiết kế khí động học bên ngoài xe và các chi tiết cách âm như gioăng cửa, hốc lốp để đảm bảo cho chiếc xe có được sự yên tĩnh tối đa cho khoang hành khách. Hàng ghế thứ hai được thiết kế lại giúp cho việc ra vào của hàng ghế thứ ba thuận tiện hơn. Ghế ngồi và không gian bên trong cũng được thay đổi. Và theo như nhà sản xuất công bố là không gian và tầm nhìn trở nên thoáng đãng hơn. Dưới nắp capo của mẫu Ford Everest 2022 là khối động cơ diesel V6 tăng áp kép, dung tích 3.0 lít. Với công bố của nhà sản xuất là sức kéo lên tới 3,5 tấn. Bên cạnh đó, Ford cũng đưa ra thêm tùy chọn động cơ 2.3 EcoBoost chứa danh của mình cho một số thị trường. Ford Everest 2022 có hai kiểu hộp số là 6 cấp và 10 cấp Select Shift. Đi cùng với động cơ và hộp số là hệ dẫn động hai cầu 4WD với rất nhiều chế độ gài cầu điện tử phù hợp với nhiều địa hình khác nhau. Chiếc SUV 7 chỗ này vốn dĩ đã có kích thước to lớn thuộc top đầu phân khúc, nhưng lần ra mắt này Ford vẫn gia tăng thêm kích thước đáng kể cho mẫu xe. Cụ thể, Ford Everest 2022 được kéo dài trục cơ sở thêm 50mm, đồng thời chiều rộng của xe cũng được tăng thêm 50mm. Đây là một con số khá lớn giúp gia tăng đáng kể sự rộng rãi của chiếc xe. Ford là một hãng xe đi đầu về công nghệ, do đó không có gì lạ khi có hàng loạt những tính năng an toàn hàng đầu xuất hiện trên mẫu Ford Everest 2022 như cảnh báo điểm mù, hệ thống cảnh báo lệch làn và phát hiện lề đường, hệ thống cảnh báo va chạm và phanh chủ động khi lùi xe, ga tự động thích ứng Adaptive Cruise Control, tính năng đỗ xe tự động, 9 túi khí quanh xe và rất nhiều những tính năng an toàn khác. Lần ra mắt này, Ford cũng giới thiệu ứng dụng Ford Pass, ứng dụng cho phép người dùng làm chủ chiếc xe nhiều hơn như nhắc nhở, đặt lịch bảo dưỡng định kỳ, tìm kiếm cây xăng, điều khiển từ xa các tính năng trên xe như đề nổ, tắt bật hệ thống điều hòa, đèn chiếu sáng mà không cần tới chìa khóa. Với một thiết kế hoàn toàn mới, bề thế hơn, cơ bắp hơn, cũng như rất nhiều những trang bị hiện đại, Ford Everest hứa hẹn sẽ là một điểm nhấn gia tăng sự cạnh tranh trong phân khúc SUV 7 chỗ tại thị trường Việt Nam. Hiện tại, Ford chưa công bố cụ thể các tùy chọn option cũng như giá bán của các phiên bản. Do đó, Mê Xe sẽ cập nhật tới anh em sớm nhất khi có thông tin. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Đừng quên like, share, subscribe cũng như là ấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin hot nhất về xe. Xin chào và hẹn gặp lại!